Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ review cái app GM Tool. Nói chứ cái app này còn cái gì nữa đâu mà review. Nó quá là phổ cập không chỉ là với mình mà là với tất cả chúng ta luôn. Không tin thì các bạn cứ hỏi bất kỳ bạn nào mà có xem về Fitlux. Nếu mà họ không biết, tối nay bán cuối tầm mình nâng giải thưởng lên 100k luôn. Việt Nam nói là làm. Rồi, ok. Thì tí nữa mình sẽ livestream bình luận trận chiến nội bộ ao làng của các anh em trong group Pioden. Nên là anh em xem video này xong, đợi một tí xem tiếp tại kênh này luôn nha các bạn. Rồi ok, đó, thì qua bản cập nhật 1.9 rồi, GV Tool thì mình vẫn chưa thấy nó có bất cứ động tĩnh update gì cả, nhưng mà GM Tool rất là nhanh luôn các bạn, đó, có bản mới rồi, thế thì các bạn phải tải ngay cái app này về, đấy, chơi game rất là mượt mà, giao diện thì cực kỳ đơn giản, hỗ trợ được khá là nhiều phiên bản nè, đã thế nó còn hỗ trợ được nhiều tính năng giảm lag cực hay nữa, nếu như mà chiếc điện thoại của bạn yếu, đừng vội rút nó đi, hãy tải và cập nhật ngay bản mới của GM Tool này về, link tải thì mình có để ở phần mô tả, nói chứ anh em điện thoại yếu đừng có quăng nhập cho tôi. Nói về cái bản mới này, đầu tiên anh em muốn sử dụng, anh em phải xóa bản cũ đang sử dụng trong máy để xài bản mới nha. Sẽ có hai cách để cập nhật lên cái bản này, một là trên CH Play và thứ hai là bằng APK file. Ở đây mình hướng dẫn anh em cập nhật bằng APK file nha. Nói nhỏ với anh em là trên CH Play mình không biết là nó đã cho update chưa nữa. Ok, thôi cứ kệ nó đi. Đó, thì đây là giao diện của GM Tool mà sau khi các bạn đã cài đặt và cấp đầy đủ quyền cho nó nha. Rồi, ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dạo một vòng app thôi. Các bạn chọn Open App nè, bản mới này nói là mới nhưng nó không có gì thay đổi so với cách đây đâu đó một tuần mà mình làm về cái app này đâu. Mỗi tội là nó sẽ cho trải nghiệm game mượt mà hơn thôi. Cái này là nhà phát hành tâm lý dễ sợ luôn á. Thì đó, tại đây các bạn chỉ cần chú ý hai điểm. Đầu tiên là bật Anti Reset lên, thứ hai là cái GFX Custom này nữa thôi. Còn những cái tính năng khác á, mình thấy là nó không có cần thiết đâu. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn sử dụng hoặc là muốn test á, thì các bạn cứ test thôi. Phần nào mà các bạn đang băn khoăn, bình luận ở bên dưới. 1 phút 30 giây mình có ngặt ngay. Rồi, chọn GFX Custom thôi các bạn. Đó, đầu tiên thì các bạn chọn phiên bản mà các bạn đang chơi nhé. Bước này cực kỳ quan trọng luôn. Tại có một số bạn mới chơi cho nên là hay quên cái bước này. Đến cả ngay cả mình còn hay quên nữa. Nhưng mà mình thì già rồi các bạn, trí nhớ nó không có được tốt đâu, cho nên là có thể chấp nhận được. Rồi, còn phần setting á, thì các bạn có thể setting thật là nhanh như mình nha. Mình thấy đây gọi là cái setting mà mình nghĩ là tối ưu nhất cho máy yếu rồi đó. Ok, let's go. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Ok, tới ngay cái khúc này nè. Các bạn nào mà đang xài góc nhìn iPad View á, thì các bạn chọn 110, iPhone View là 100. Còn mặc định thì trời ơi, tắt nó luôn đi. Close, close. Rồi, ok. Bây giờ các bạn boost nhẹ nhàng lên một xí nha. Các bạn thấy chữ Apply rồi đúng không? Các bạn ấn Apply nha, I understand. Rồi, các bạn chọn lưu trữ nè, xóa dữ liệu, xóa tất cả dữ liệu. Ok. Đó, đối với các bạn mà gọi là mới sử dụng lần đầu á, các bạn cứ xóa nha. Nó không có mất dữ liệu trong game đâu, nên là các bạn hãy cứ gọi là yên tâm. Rồi các bạn bấm mũi tên trở ra, dung lượng còn nguyên xi nè. Đó, các bạn ấn mũi tên trở ra thêm một lần nữa. Rồi ok, các bạn ấn lại Apply nha. Đó, các bạn cứ ấn cấp quyền, chọn tài khoản và vô game thôi. Thì sau khi sử dụng app này á, nó sẽ chắc chắn mở khóa được cực độ là 60fps nha các bạn. Ồ, nhắc mới nhớ, bữa giờ mình quên lưu ý cái điểm này. Lúc mà setting ngay khúc chọn FPS này á, các bạn chỉ được chọn là tối đa 60fps. Kể cả máy nào có hỗ trợ 90fps đi nữa thì các bạn cũng chỉ chọn được tối đa là 60fps thôi nha. Tại là khi các bạn setting lên 90fps á, thì các cài đặt của app nó sẽ mất hiệu lực hoàn toàn. App nó đang gặp cái lỗi kiểu này từ mùa trước luôn rồi mà mình quên note với các bạn. Không, cái này là lỗi ở mình nhận lỗi. Chắc anh em cũng bỏ qua cho mình mà đúng không? Ai mà chấp mấy thằng xấu trai này làm cái gì? Rồi ok, thì các bạn có thể thấy là hình ảnh sau khi chúng ta setting xong nó rất là nhòe. Mà càng nhòe thì nó lại càng chơi mượt. Đó, cho nên là anh em tải về và sử dụng thử nha. Công việc giới thiệu của mình cơ bản là xong rồi đó. Chứ cái điện thoại mà mình hay test lúc trước á, nó bị bụi rồi anh em à. Cho nên là phần test file hay app nhờ hết cả vào anh em. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok,
hết video rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ mình phải qua chuẩn bị sơ sơ cho buổi livestream chuẩn bị diễn ra sau vài tiếng nữa nha. Anh em nào mà gọi là hay xem video trên kênh của mình á thì tí cũng được vắng mặt nha. Hiểu các bạn là mình buồn lắm á.